Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn, cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác, đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, vẫn là mình em ơi. Đầu xuân năm mới, mình kính chúc anh em thật nhiều may mắn và thành công trong công việc, đặc biệt là kiếm được thật nhiều tiền để làm vào nắng lá phi lưu ký anh em nhé. Thì cái video này là một cái video đầu tay của năm 2022 âm lịch của chúng ta. Nói chung là một cái video này mình không biết là lên là vui hay buồn, nhưng mà mình phải làm một cái gì đó gọi là đúng bổn phận của mình, là đột nhập vào con nick này để review cho anh em xem tình hình con nick này như thế nào anh em. Anh em đã bị lý do rồi. Thì để mà nói sao ta, nói là năm ngoái đi, vì một cái lý do nào đó, một ngày đẹp trời hạ có pay to win và một con nhân vật tên là Hello Daddy. Nhưng mà thì mà nói sức mạnh của sự nhân phẩm nó không thể nào gọi là bị xóa bỏ anh em ạ. Đấy, tuy là anh có thật sự là nhiều tiền đấy, nhưng mà để mà nói thì đập xịt nó vẫn là một cái gì đó gọi là game không độ. Đấy, độ game nhưng không độ ta anh em ạ. Thì mình sẽ gọi là đột nhập vào. Đấy, chậm thế nhỉ, đầu năm năm mới nó chậm thế bạn ơi. Hello Daddy lục đạo danh 10 này mà chậm thế này thì không ổn rồi anh em ạ, khá là buồn. Một con nick ở một server mới mà anh em đâu, một con ác lục đạo, và mình công nhận là đây là một con lục đạo gọi là cùi nhất nàng não phơi lục ký sau hơn ba năm, đúng rồi, hơn 3 năm gọi là trải qua những gọi là lắng mưa sóng gió. Tuy con này nó là một cái gọi là thời huy hoàng trong mấy ngày thôi, nó đã làm lên tên tuổi của Hachibi đúng không? Đấy, thì mình phải nói là phát khóc rồi. Đến nỗi con nhân vật nó bảo, ôi mày đưa tao một phát lên mây, xong rồi mày đưa tao một phát xuống dưới. Ôi ôi, vào mình nó là một cú trời đánh luôn anh em ạ. Đánh không gục được nhầm, không gục được, nhưng mà nó vẫn cứ kiểu mày liệt anh em ạ, liệt toàn thân luôn đấy anh em, đều đi chậm như con bò luôn anh em ạ. Đấy, nhưng mà sao ra review vẫn review thôi. Đấy, thì không biết là anh em xem được clip anh em sẽ phán như thế nào, nhưng mà mình khuyên anh em là họ mỗi người có một cách chơi của mỗi người. Mình không thể nào gọi là mình phán à chơi thế này là không được, hoặc là chơi thế này là thế kia. Đấy, thì mình không nói ra làm cái gì, mình chỉ biết rằng à hạ một cái thứ gì đó gọi là làm cho anh em cảm thấy kinh hãi, đúng không? Đó là một cái gì đó mua vui chúng ta, cảm giác gọi là à, phải tốt nhất gặp ông này thì nên né đi, hoặc là tốt nhất là lên chơi cái server có ông này thì đồ đạc nó sẽ dễ kiếm, hoặc thế này thế kia. Ui thề với anh em luôn, anh em chơi cùng server của hạ ấy, đồ đạc ông mua gọi là thả ga luôn anh em ạ. Đấy, ví dụ là mua bạc hoặc là mua đá trên chợ không tiếc luôn, làm không tiếc luôn anh em ạ. Đấy, nói chung là ok, sau một cái thời gọi là huy hoàng thì bây giờ mình là một cái thằng gọi là như kiểu đồ vỏ review cho anh em, đúng không? Rồi, chất lượng luôn anh em ạ. Rồi, thì đầu tiên, nói chung là nick con nick này từ khi tách xong nó cũng ổn luôn anh em ạ, cũng ổn rồi, chán rồi. Thì sao ra, thì về cái vấn đề phục hồi thì nhiều anh em cũng đã bảo mình là nick Hello Daddy này có được phục hồi không anh? Thì mình cũng xin nói là hiện tại là để mà nói thì cái lục đạo như anh em đã biết là có thể gọi là bị một cái lý do nào đó, hoặc là bị can thiệp một cái gì đó không chính đáng, hoặc là một cái vấn đề gì đó do lỗi game, thì phía bên nhà phát hành sẽ phục hồi cho cái lick lục đạo. Thì nói chung là cũng phải do một phần bên AD như kiểu một bên tòa án đấy anh em. Đấy, thì sẽ kiểm tra lịch sử xem cái này nó là một cái cố ý hay là cố tình, đúng không? Thì sẽ có nhiều cái nó cố tình nó khác nhau. Ví dụ là chủ ắc vì một cái vấn đề gì đó, là người online gì đó tách lick thì mình không có làm gì. Đấy, thì nói chung là cũng phải khía cạnh. Một phần nữa là cũng phải do cộng đồng chứng kiến, hoặc là nói chung là một cái gì đó nó không đáng để nói, hoặc là một cái gì đó nó khá là đen, đúng không? Ví dụ cái đợt đập vũ khí 16 đúng không? Hạ có gọi là 30 triệu và cũng đầu tư khá là gắt, xong là đập 80 mấy% xịt thì anh em nghĩ cú không? Vào anh em khá là cú, thì nói chung là tình thương bao la của anh em thì sẽ gọi là sẽ vô vào bến. Nhưng mà có một số thành phần anti fan thì nó sẽ bảo là
mẹ cố ý tách xong đòi phục hồi mang tiếng ra đúng không? Thôi thì cái này chúng ta không nên nói làm gì, chúng ta gọi là phải ủng hộ tinh thần những fan chơi game đúng không? Mình nghĩ là Hạ sẽ không thù oán gì mà ai đâu, nên sẽ có rất nhiều anh em gọi là muốn chơi cùng đúng không? Thế nên là chuyện phục hồi sẽ dễ dàng. Nói chung là để mà nói cái vấn đề phục hồi thì sẽ phải đợi xong cái top tài phú. Hiện tại là đang đua top tài phú này anh em. Thế nên là bên AD sẽ không phục hồi vào lúc này. Thay vào đó là sẽ phục hồi vào lúc gọi là xong cái chốt top tài phú xem mới thì mới phục hồi. Về cái vấn đề phục hồi thì mình nghĩ là được tầm khoảng 80-90% thôi. Tại vì cái này là mình nghĩ là do cố tình. Đấy, cố tình đồng nghĩa việc là mẹ ố đó. Game không độ anh em ạ. Người ta gọi là lạp một đống tiền mà xong là cho người ta xịt có vũ khí 80%. Ôi mình nghĩ thề với anh em luôn, lắm khi mình ghép đá 95% nó xịt ui ui đứt ruột rồi anh em ạ. Đứt ruột luôn. Hãi lắm. Hãi thực sự luôn. Về cái vấn đề đua top tài phú này anh em đã biết rồi. Như anh em trải nghiệm 5X thì đồ đạc nó sẽ khá là mạnh. Tại vì đồ 5X nó khá là nhiều dòng, tài phú tăng khá là nhiều. Về 4X thì chúng ta có khi là kịch lược sẽ không bằng cái thằng gọi là ví dụ nha, mình đang ví dụ đấy, thằng 4X hiện tại thì nó nói chung là nó chỉ full 16 set chính và dự phòng đúng không? Đấy thì cái thằng 5X nó cũng full 16 set chính và dự phòng thì nó sẽ vẫn hơn anh em ạ. Kể cả anh em có đeo cố đi chăng nữa thì 4X mãi mãi không hơn được 5X nếu mà đeo đồ bằng nhau. Đấy, tại vì đồ 5X nó khá là gọi là mạnh rồi. Thì ông này khóa cấp 49 thì không làm gì rồi đúng không? Rồi, thì đây quà danh của chúng ta đã tích lũy 336.372 vàng anh em. Wow, danh chung cao nhất danh 10. Vòng quay lại. Kinh thế nhở. Thề mà anh em luôn, hãi thực sự luôn anh em ạ. Bảng xếp hạng gọi là mấy ông này vẫn cứ là một cái gì đó khá là cháy bỏng anh em ạ. Khá là cháy bỏng thì mình sẽ review league cho anh em. Sau đó là mình sẽ gọi là xem tình hình đúng không? Thì bảng xếp hạng thì hiện tại là giờ xem lại một cao thủ này. Wow. Chứ cháy thế nhờ, cháy thực sự luôn anh em. Về top của cải này, wow, vẫn cứ một cái gì đó là khá là xịn sò. Top tài phú này, ác đấy, wow, thề với anh em luôn. Xe vào này nhiều cải trang 18 thực sự luôn anh em. Top chuyên cần này, đấy chuyên cần thì vẫn là một cái gì đó gọi là máu me từ 2x. Về gia tộc thì nói chung là có gia tộc gọi là gì đây, Bác Hu KC. Gia tộc không online, nói chung không xem được anh em, không xem được. Rồi, về vấn đề đồ xem nào. Đồ thì có mỗi cái lần hồi trượng cộng 14 thôi anh em. Wow, xem đục khảm chứ nhỉ. Thợ rèn này, khảm ngọc, ôi thì nhầm đấy anh em. Thợ rèn này, khảm ngọc đúng không? Về trang bị xem nào. Mở rộng thêm hai loại ngọc. Ở đây, mở rộng thêm loại ngọc thứ hai và tất cả các trang bị cần có đã mở thêm một loại ngọc khảm, có nghĩa là cái này chỉ mở được một ô thôi đúng không? Thế thì phải nâng cấp nhân vật mới mở được thêm ô nữa. Nói chung cái này mở khảm rồi. Về dương đồ đi, dương đồ chẳng có cái gì luôn anh em, tách hết còn đâu. Đấy, túi đồ sao nào. Túi đồ thì nói chung là chỉ còn có thế này thôi anh em, và 31 triệu bạc khóa thôi anh em, 7k bằng khóa, nói chung hết rồi. Thế là hết rồi anh em. Đấy, dưỡng đồ chỉ vỏn vẹn thế thôi. Về nhân vật xem nào. Tách hết rồi còn đâu nữa. Tách hết rồi anh em ạ. Chán chưa kìa, có những vũ khí được vũ khí hạt nhân luôn này. Bùa lỗ lưng mắc luôn anh em. Lưng mắc luôn rồi. Sách thì hiện tại là sách 12 rồi. Cải trang hiện 16 rồi. Thì cải trang si xui này anh em. Đấy, cải trang si xui chúng ta đây. Về con nhất vĩ này. À, con nhị vĩ chứ. Wow, nhị vĩ luôn. Đấy, dự phòng thì nói chung là cũng chỉ có áo với bí kíp thôi. Chỉ có áo bí kíp, ui. Có bí kíp này kinh mấy. Bí kíp này như mắc luôn à. 190, 395 luôn ạ. Ui, có bí kíp này chất lượng đấy. Nhưng mà nói chung là lick thì tách rồi, làm sao mà chơi được nữa anh em. Đấy, về chỉ số không có gì đâu. Dự phòng xem nào. Về tiềm năng, mắc chakra, chiêu thức, nói chung không có gì cả. Về danh hiệu của cái lục đạo là skin vĩ thú thì đã mở 7 rồi anh em. Skin vĩ thú đã mở 7 rồi. Đấy, và có 1, 2 cái 7 này, 3 cái 7 này, 4 cái 7 anh em. Còn 2 cái sát tốn thì không thèm lâng.
Nhưng mà lịch lịch này nói chung là skin vĩ thú ngon đấy. Mở rộng là cái gì nhỉ? Cái gì đây? Vẫn mở được nữa à? À, mở rộng tất cả kỹ năng vĩ thú sẽ tiêu hao 2000 vàng, bạn có đồng ý không? Nhưng mà lên 7 rồi vẫn mở rộng được à? Hơi bị kinh nhỉ. Thôi không sao, không sao. Đấy, về cải trang nào. Tách này, thợ rèn tách cải trang này. Ôi trời ơi, ông ấy bán hết cải trang rồi anh em ạ. Về cả cái trang lục đạo là ông cũng bán luôn rồi. Anh em thấy không? Phải công nhận đây là một con ác lục đạo gọi là một phát lên mây. Nhưng mà một phát thì cũng gọi là xuống 19 tầng địa ngục luôn, chứ không phải 18 tầng nữa anh em ạ. Ôi trời ơi, mà đây là có cải trang 18 chưa nhờ? Hình như nó có cải trang 18 rồi đấy anh em ạ. Nick này mà không có cải trang 18 hơi sai đấy. Tại vì anh em có hết rồi đúng không? Thôi cái này mình không cập nhật làm gì. Ui dồi, hoạt lực còn 11.000 luôn này. Chơi một dương vỏ sò xem nào. Chơi luôn một dương vỏ sò xem như thế nào anh em. Mình nghĩ là nick này bỏ rồi. Nhưng mà hoạt lực nhiều này hơi phí anh em ạ. Hơi phí đấy. Làm phát 50 sò xem mà có lên mây không đúng không? Đấy. À, mình sẽ thử phát làm phát 50 sò thôi nào. Nick ngon thế này mà chơi kiểu này chết giá anh em ạ. Làm phát 50 sò xem nào. 50 sò nào anh em. Hôm nay mà con này mà ra được gọi là quả mỹ sao đầu năm thì hơi bị phê đấy anh em ạ. 6 vàng. Ui ôi vẫn được à. Được đấy. Quả là chất lượng đấy anh em ạ. Ra quả 4-4. Ui ôi tôi xịt rồi. Ui xịt rồi anh em ơi. Nó mà chạy từ cái dương huyền bí này thì chị gọi nhầm dương này, dương vừa đẹp vừa cao quý. Cao quần què đúng không? Người ta gọi là sợ hãi khi mà chơi tiếp, người ta sợ quay từ cái dương đấy lắm. Bạc đi rồi anh em ơi, bạc đi rồi. Gây lại sự nghiệp rồi. Nhưng mà tôi vẫn thích quay. Cứ kiểu. Ui ôi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, cho quả 4 sao đi, 3 sao cũng được. 2 sao. 1 sao à? Thôi là lại đứng đây 1 sao rồi. Ui. Thưởng đi. Ui được 2 triệu bạc. Một phát được 2 triệu bạc rồi anh em ạ. Thôi cũng được. Không sao cả đúng không? Không sao cả, chúng ta có nên chơi tiếp nhỉ? 2 triệu bạc thì cái này đi lời hay lỗ ta. Thử xem nào, vào sò xem vào này nào. 10 sò là được 67k, 100 sò được 670k. Ôi lời luôn anh em ạ. Lời luôn chứ. Ôi được 2 triệu bạc lời luôn ạ. Ôi thôi sao. Đấy. Được cái chất lượng đấy. Đấy. Thêm nữa là sự kiện xem nào. Sự kiện xem là Hello Daddy chúng ta được bao nhiêu điểm đúng không? Cái này chắc là nhiều anh em server khác mong đợi khá là lâu. Đấy. Xem điểm sự kiện. Thì điểm sự kiện con này hiện tại là đang là 44.436. Đấy, nói chung là cao nhất là server Hachibi rồi. Đấy, để sẽ tính xem nào. Thì mình nhớ nhầm là bao ta? Một vé là 200 điểm đúng không? 10 vé là 2.000 điểm. Mình không biết là vé có phải là 200 điểm không, mình cứ tính thế đi. 10 vé 2.000 điểm đúng không? 100 vé là 20.000. Vậy là 200 vé 40.000. Wow! 200 vé anh em ạ. Ui dồi ôi, đấy là mình tính được kiểu gọi là 200 một vé đấy. Mà cái game này nó mà 100 điểm một vé nó hơi bị căng đấy. Tại vì mình nhớ nhầm trước là mình thử vận may gọi là 5 vé mình được 1.000 điểm hay là 1.000 hay 10.000 nhỉ. Được, cứ tính là 200 vé đi. Ừ. Đấy, là anh em biết là kinh dị rồi anh em. Mà một vé là 720 đúng không? 10 vé là rơi khoảng 7.200. Đấy. 100 vé rơi 72k vàng. 200 vé là nó rơi khoảng 7714. Đấy, 140.000 100 bao nhiêu? 44.000 vàng. Ui. Được. Chất lượng anh em ạ. Đấy, nói chung là thôi không sao. Clip thì của chúng ta thì nói chung là chỉ có thế thôi anh em, không biết gọi là review gì thêm anh em. Khá là buồn cho một con nick. Thôi, bye bye anh em nhá. Chúc anh em có một ngày vui vẻ, tốt lành, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye anh em. Cảm ơn em rất nhiều nha.